Xin chào tất cả anh em hội đam mê cây cảnh nha. Thì hôm nay mình chia sẻ là cho những anh em mới biết chơi thôi, còn những anh em kỳ cũ thì bỏ qua nha. Thì mình có cái cây mai chú thủy này thì mình thấy nó bổ đế nhiều quá, mình trồng cũng được một năm mấy, gần 2 năm rồi. Thì mình có chiết cái ngọn nó ra này đó, anh em thấy không? Đó, mình đã chiết nó ra đó. Thì mình chiết tự trên ngọn nó ra cũng được năm mấy nay rồi. Thì hôm nay thì nó lên tươi tốt như vậy nè. Thì mình nuôi, mình thả, mình cắt giật. Thì mình mới vừa hạ cái ngọn của nó xuống. Thì hôm nay á, nói chung á, thì mình thấy cái bộ đế này á, thì nó to, nó bự quá, cái hoành nó tới 30 mấy lần. Rồi chỗ mình á, không có không gian mà mình chơi những cái lớn á, mình nuôi thì nó lâu quá, nó không có không gian nữa. Thì mình thấy nghiên cứu á, thì mình thấy cái bộ rễ nó nhiều quá. Đó, thì mình thấy nó vậy đó, thôi giờ mình cắt ra, mình để tìm tội và mình nghiên cứu, mình tìm những cái cây mà mini á, để là mình trồng mình chơi. Nói chung á, mà những cái cây mini á, mà muốn mà có những cái cây mini mà đẹp đó, mà quái á, to mà già á, thì nó chỉ có mấy cây phôi nó mới có thôi, chứ thật tình ra là mình tìm mà mình trồng á, nó không có được như thế này đâu. Đó, mình thấy thì cái bộ rễ này nó nhiều quá, thì mình thấy như vậy đó. Thôi bây giờ hôm nay mình quyết định mình sẽ cắt nó ra, rồi mình sẽ tận dụng những cái bộ rễ đó, mình sẽ làm những cái cây mini. Thì nói chung là cái cây này á, bộ rễ nó rất là nhiều luôn anh em. Đó, thì mình cắt nó ra thì bộ rễ đó anh em thấy không? Đó, như cái cây mình đang cắt ra rồi mình cầm đây nè. Đó, cái tay này nè, nó rất là bự luôn á. Thì cái cây này á, thì mình chia ra, mình cắt ra thì nó cũng được 2 cây. Đó, cái bên hông á, cái bên hông nó có một cái lỗi nó rất là quái luôn á, nó bự. Nhưng mà nói chung là cái cọng này nó quái, thì mình cắt ra nó được 2 cây quái để mình tận dụng mình chơi. Thì xin mời anh em cùng xem cho vui nha. Còn cái bộ đế này á, thì nói chung á, nó giờ nó còn giống như là nó cục đá vậy đó, nó bự lắm. Thì mình sẽ trồng tiếp, mình trồng cái cây này cũng giống như là mình bỏ phí đi. Đây, sau 18 ngày thì mình cắt mấy cụm rễ ra nè. Đó, giờ nó lên rồi nè, thấy không? Nhưng mà có cái cây này á, là nó lên không có đúng theo cái ý của mình. Tại vì mình cắt á, mình cũng có chừa cái mắt ở đây mà nó không có ra. Đó, nó không có theo ý muốn mình luôn. Thì kệ nó, bây giờ để cho nó lớn lên đi, cho cái nhánh nó to rồi đầu mình chỉnh nó. Đó, một cây. Thì cây này nó cũng sẽ lên luôn nè anh em, thấy không? Đó, mình chỉnh miếng vải lại để cho nó giữ ẩm á, thì nó cũng lên hết trơn rồi nè, thấy không? Đó, nó lên cũng không có đúng theo cái vị trí mình luôn. Đó, thì để cho nó lớn tí nữa thì là mình sẽ cắt ra hai nhánh, mình giữ hai nhánh thôi. Cái nhánh này thì mình cho đi xuống, rồi cái nhánh này á mình giật về sau dựng ngọn thằng này lên. Đó, còn cây này nó cũng ra luôn rồi nè, thấy không? Cây này cũng ra luôn nè. Đó, mình đẻ nó nè. Đó, cái nhánh này đó thì bỏ, mình giữ là hàng này thôi, thì thằng này nó lên ngay cái đúng ý mình luôn nè, đúng theo ý mình luôn. Ở đây một nhánh nè, ở dưới nè, ở trên nè, thì ở đây á, mình sẽ giật lên cái ngọn lên đây, giật cái ngọn lên đây. Đó, cây nào cũng sống đó, còn 2-3 cọng rễ nữa là mấy cây này nè, cọng rễ nó cũng lên luôn nè. Nói chung là nó lên hết rồi, còn cây này nó cũng lên luôn mà lên cũng không theo cái ý mình nữa. Thì đỡ mai mốt nữa mình sẽ áp luôn, áp cho nó xuống đây, cho đây nè, nó gục cái đầu xuống đi ra nè, nó mới nhìn thấy nó hay. Chứ bây giờ nó mọc về nó cũng theo cái đúng cái ý mình nữa nè, thấy không? Rồi, cây này nó cũng lên luôn rồi nè. Đó, không có nào theo đúng ý đó.
Còn hôm bữa mình có ghép cái kim giòn cho anh em mình xem đó, thì cộng rễ nó luôn nè. Đây mình mở ra nè. Nói chung là mình tháo bao tượng qua nay rồi, mình trồng trồng bao sơ lại thôi, chứ giờ nó sống rồi á. Nhưng mà mình trồng đi tối ra chiều nay là mình tháo ra luôn. À, anh em thấy đó, đó mình ghép nè. Cái này là kim giòn nha. Đó mình ghép hai bo. Ghép hai bo, sống hết hai bo luôn. Đó. Còn ở đây là của nó nè. Cái nhánh của nó lên, còn kim giòn mình ghép nè. Đó mình ghép hai bo. Hai bo sống hết hai bo luôn. Hai bo à, mình ghép hai bo nó sống luôn nè. Còn cái thằng này á, mình nói thiệt luôn á, bây giờ cái thân cốt nó đã, cái này nó đã to nè, nó quái nó cũng đẹp rồi nè. Mình định ghép cái kim giòn vô đây. Nói chung là kim giòn ghép vô nó cũng ok lắm. Bây giờ mình đợi cho nó lên nó khỏe đi ạ. Mình định ghép vô nữa đó, ghép cái kim giòn ở đây trước ở đây nè, thì mình thả thằng này lên. Nếu mà thằng này nó mà kim giòn á, cái nhánh ghép á nó trung hên xui. Như cái nhánh này á, thì mình ghép hai bo thì sống hai bo. Còn cái này á, mình ghép vô đây luôn. Mình sẽ lấy kim giòn mình ghép vô đây. Nếu mà kim giòn nó sống á, thì mình giữ luôn cái thế như thế này. Còn mà nó không sống á, thì mình sẽ giữ lại thằng này, mình dạt bỏ. Mình lấy từ cái bo ở đây, mình dạt vô như tới đây nè. Đó, mình dạt đây nè. Dạt đi vô lại, bỏ khúc ngoài thì nó sẽ đúng theo cái chi của mình. Rồi mà anh em xem vui nha. Còn hai ba khúc rễ nữa, nói chung là một cái cây mình cắt ra quá trời luôn á. Cái này dễ thương quá ha. Đó. Kim giòn ghép sống nè. Ghép hai bo kim giòn á, cái kim giòn nó đâm ra ghê không? Bo ghép đó nè. Đó.